Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một cái mẫu kèn là Chromatic mà không có cần bấm, giá rất là rẻ. Đây là cái dòng Yamaha S22. Đấy, dòng này sản xuất tại Nhật nha. Đấy, ví dụ mà bình thường những cái bạn mà kinh tế mà chưa đủ để mua một cái kèn Chromatic cho riêng mình ấy, thì thực ra là những cái dòng như này nó giải quyết được rất là nhiều. Chứ còn mua một cây Chromatic kể cả cũ bây giờ cũng phải tầm độ 2 triệu đổ lên, triệu mấy đấy, thì kìm kèn cũ lắm khoảng triệu mấy, còn không phải vài triệu. Chứ còn những cái dòng như này thì để cho mọi người mới tập chơi này, nó giải quyết được cả nốt thăng giáng này, nó có nốt thăng giáng luôn cho mọi người chơi. Bây giờ bài nào nó chả dính nốt thăng giáng, nên là có một cái này rất là tiện. Đấy, kèn này nó có một cái hộp nhựa kiểu nhựa dạng nhựa dẻo ấy. Đấy, trong có khăn này. Đấy, thì trên cái túi bóng của nó, trên cái túi bóng của nó là nó có ghi nốt luôn này. Đồ đến đố này, đồ đến đố đến đố này, hai quãng này, đồ đây, mi pha son la la đô. Đấy, nó khoảng 2,5 quãng. Đây, hình thức cái kèn này. Đây là kèn mới nha các bạn nhé, chứ không phải là kèn cũ đâu. Kèn này những cái dòng mà Chromatic mà không cần bấm này, các bạn mua mới ví dụ như Tombow S50 hay là S220 của Yamaha thì nó cũng phải độ 900 một triệu tùy số vào bán nha. Đấy, dòng này là 21 lỗ. Đấy, nó khoảng 2,8 quãng thì chúng ta cũng thật chơi được tất cả các bài rồi, không phải lo gì. Nó xếp nốt rất đơn giản là nốt đồ đây, đây, đây. Đó, cứ mỗi lỗ là một nốt, đô re mi fa son la si đô, đô re mi fa son la si đô. Đấy, đô re mi fa son la. Đấy, nó đến tận nốt la trên cao ấy, thì các bài nó cũng chỉ đến thế thôi, tất cả các bài nó cũng chỉ lên xuống ở trong cái khoảng này thôi. Nên các bạn dùng thoải mái, không bao giờ phải lo thiếu nốt. Mà dòng này rất là tiếng nó rất là vang nhá. Tiếng rất là vang và khỏe nhá. Đấy, bạn nào quan tâm thì cứ để lại tin nhắn lên comment thì mình gửi, hoặc là inbox vào trong Facebook cũng giúp mình nhé. Đấy, hàng lỗ dưới là lỗ nốt thường này, hàng nhảy lên hàng trên là lỗ thăng, ví dụ đồ bình thường đây, đô thăng này, rê này, rê thăng này, nó cứ lên như thế thôi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, những bạn nào mà chơi guitar mà dùng kẹp kèn chẳng hạn thì dùng Chromatic không cần bấm thì là quá chuẩn rồi. Thế còn chơi Chromatic bình thường kẹp thì mình phải chế thêm cái cần bấm, cái chân van để cho cần bấm ấy, nên là rất là khó. Đấy, thì đợt này mình sẽ tập trung mình làm nhiều cái review về những cái loại kèn mình có để cho mọi người có thể tiếp xúc được. Cái cây này giá có 450.000 đấy nha mọi người nhá. Đấy, mình vừa về rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người nha. Thằng này cho ben sâu lắm nha. Thử ben một chút nha. Nó cho ben sâu thì mình sẽ rung được rất là mạnh. Đấy, nó cho ben sâu đấy mà. Đại khái là nó có thể nó bend gần được một nửa cung ấy. Đấy.
Cái này ai tập thì phải tập cái cỡ ben của nó nhé, không không ben quen là nó tụt lưỡi gà mà. Cho nó bén rất sâu và rung sướng.